2,000 years later. Mà anh mới còn chưa cắt được một cảnh kia. Sao lại phải đến 10 phút đồng hồ chứ? Đây. Cái gì đây? Xin ngon. Xin mời. Cắt cảnh cái gì? Kéo cắt cảnh cái gì? Xin mời. Nhà thân. Nhân tiện đây thì giới thiệu với mọi người luôn. Đó, vừa xem cái sản phẩm mới. Kéo cắt cảnh, chụp phim. To hơn ngón tay, hơn 2 cm. Cây này nó phải hơn 2 cm. Wow, cây này. We're not undressed. Part of me wish that we never met. Act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, that were feeling. Vâng, nhân đây thì mình xin giới thiệu với các bạn cái máy cắt cành dùng pin 12V của Boss. Bạn về một sản phẩm mới. Ra thì cái về cái hoạt động của máy cũng không có gì nhiều để nói. Đó. Kéo thì có thể cắt được cành khoảng hơn 2 cm. Mình chỉ xin giới thiệu một chút về cái cách hoạt động nó thôi. Bước đầu tiên chúng ta sử dụng là lắp pin vào, bật nguồn khởi động. Đầu tiên chúng ta khởi động thì là máy vẫn chưa hoạt động, cho dù chúng tôi bóp như thế này để cho nó máy hoạt động, chúng ta cùng nháy nháy hai cái đó. Chúng ta cùng thử nhé. Đó, quá đơn giản. Ở đây trong cái quá trình sử dụng, sau một thời gian sử dụng thì những cái chi tiết vít này nó sẽ có thể là hơi lỏng ra một chút, thì chúng ta cần phải lấy cái thiết bị mà kèm theo máy để xoáy chặt nó lại. Đây mình sẽ giới thiệu đưa luôn cho các bạn xem cái tua vít. Máy sẽ đi kèm với một tua vít. Vít có sẵn hai cái đầu. Một đầu chụp 13 để chúng ta siết con vít này, siết con ốc này. Một đầu chụp lục giác. Để chúng ta siết chặt cái con vít này lại đây. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với Tùng Phát theo số hotline bên dưới hoặc truy cập vào trang web thiết bị tungphat.com, liên hệ với chúng tôi
tại 530 Minh Khai, 29 Hà Nội. Xin cảm ơn các bạn.